Mark One số 1 về Mark. Vâng, xin chào tất cả anh em, chào anh em đã quay trở lại với Mark One và mình là Thịnh Easy. Và hôm nay thì mình sẽ review một em máy. LG Phi Ultra Phi 5K đang giữ vị trí đầu bảng của LG trong các màn hình cho việc hiển thị hình ảnh cũng như video tốt, chất lượng tốt nhất để LG. Và nó khủng ra sao thì bây giờ anh em hãy theo mình vào review nó nhé. Let's go. Ultra Phi 5K là một trong số ít màn hình có độ phân giải 5K đầu tiên đã xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Thiết kế sản phẩm hướng tới người dùng MacBook, giúp mở rộng không gian làm việc cũng như là mang lại cảm giác sắc nét tương tự màn hình Retina. Cụ thể thì mật độ điều hành của Ultra Phi 5K thì đạt đến 218 ppi và khả năng tái hiện lên đến 99% giải màu chuẩn điện ảnh kỹ thuật số PCI-P3. Thì thật ra là Apple đã đặt riêng cho LG để làm ra cái màn hình này hỗ trợ cho là việc cho những người dùng MacBook. Vâng, điều đầu tiên thì chúng ta hãy nói về kiểu dáng của nó. Thì Ultra Phi 5K mang đến một dáng vẻ màn hình truyền thống với những đường nét vuông, góc cạnh đó, phần viền ở cả bốn cạnh khá là dày, thậm chí là có phần mất cân đối ở phía trên. Nhưng mà bù lại thì nhà sản xuất đã tích hợp cục adapter công suất 200W bên trong để cấp nguồn cho chính nó và cả thiết bị ngoại vi khác kết nối. LG cho biết là Ultra Phi 5K có khả năng cấp nguồn điện lên đến 85W cũng như là cổng USB Type-C và cổng Thunderbolt 3. Như vậy thì các phiên bản MacBook Pro 2016 trở về sau, bạn chỉ cần một sợi cáp duy nhất để mở rộng nội dung hiển thị trên màn hình cũng như là cấp nguồn cho thiết bị. Anh em có thể cắm sạc cho nhiều thiết bị khác nhau qua mà không cần quan tâm đến sự khác biệt của công suất của thiết bị. Với thiết kế màn hình chuẩn BESA, anh em có thể tháo rời và lắp lên tường. Nhưng mà phần chân đế lại không linh hoạt khi mà chỉ điều chỉnh được độ cao và góc nghiêng. Như thế thì anh em sẽ không thể xoay màn hình sang trái hoặc bên phải. Hai, chúng ta sẽ đến với thông số kỹ thuật cơ bản. Mẫu màn hình LG sử dụng tấm nền Advanced High Performance IPS, viết tắt là AHIPS, 10 bit màu do hãng chính sản xuất, tỷ lệ là 16:9 và độ phân giải tối ưu là 5120x2880. Ưu thế về mặt độ điều ảnh lên tới 218 ppi và bên trong khung hình 27 inch. Ultra Phi 5K không chỉ mở rộng không gian làm việc mà còn mang tính trải nghiệm hấp dẫn hơn khi trình chiếu phim ảnh. Tuy nhiên trên thực tế thật khó để diễn tả bằng câu chữ vì nó phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Một ưu điểm cần nhắc đến nữa là sự thay đổi về độ sáng và màu sắc khi góc nhìn thay đổi. Thay đổi của Ultra Phi 5K cũng được đánh giá cao. Lớp chống chói phủ bên ngoài bề mặt màn hình với độ sáng thực tế đạt đến 572,5 nit mang lại sự thoải mái sử dụng trong môi trường nhiều nguồn sáng khác nhau. Một điều thú vị nữa là em nó hoàn toàn không có một bất kỳ nút bấm vật lý nào cả. Tất cả được tùy chỉnh như là độ sáng, màu sắc đều được thực hiện trực tiếp qua MacBook Pro và đa phần là sẽ từ thanh taskbar cảm ứng của máy. Giá của em nó thì khoảng 29,5 triệu. Các bạn có thể tham khảo tại Mark One. Tuy là muộn nhưng mình đã review xong cho anh em về em LG Ultra Phi 5K. Thì anh em hãy like, share và subscribe để ủng hộ mình có thêm nhiều động lực nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.